Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chiến dịch tình nguyện hè có quy mô và số lượng hoạt động lớn triển khai trên địa bàn rộng. Các nội dung trọng tâm của các chương trình chiến dịch tình nguyện hè thành phố vẫn tập trung tại 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Chính vì vậy, để thực hiện tốt các nội dung trong chiến dịch và đảm bảo các phương châm đã đề ra, sáng ngày 19 tháng 6, Ban Chỉ huy Chiến dịch mùa hè xanh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập quấn đội nhóm trưởng chỉ huy trưởng cấp xã chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2022. Tại chương trình, hơn 600 học viên được học tập các chuyên đề nguyên tắc chung và nội dung trọng tâm của chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2022, chuyên đề tổng quan về công tác tuyên truyền cho các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2022, chuyên đề kỹ năng xử lý các bệnh thông thường và sơ cấp cứu trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2022, chuyên đề công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa bàn dân cư, chuyên đề phương pháp tuyên truyền hiệu quả tại địa bàn dân cư trong các chiến dịch tình nguyện hè chuyên đề công tác dân vận trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chuyên đề đổi mới phương thức tuyên truyền trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Trước đó, quận đoàn 10 cũng đã tổ chức chương trình tập quấn chiến sĩ các chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 chuyên đề Kỹ năng làm việc nhóm và sinh hoạt tập thể. 400 chiến sĩ tình nguyện hè quận 10 đã được trang bị thêm những kỹ năng làm việc nhóm và sinh hoạt tập thể, tạo điều kiện cho các bạn thực hiện tốt các phần việc công trình trong chiến dịch tình nguyện hè quận 10 năm 2022. Qua chương trình tập quấn, hy vọng các chiến sĩ tình nguyện hè của thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp phần làm nên một mùa hè thật ý nghĩa.